Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, tiểu tử đường phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến nha, mình đây, tiểu tử đường phố đấy các bạn. Ok, quay trở lại video trước và video cho anh em xem video về like, share, theo kênh đăng ký phạm xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến buổi công chiếu mới nhất kênh tiểu tử đường phố anh em và cùng nhau đi cập nhật code dùng chung mới nhất game Hải Tặc Đại Chiến anh em. Cùng nhau vui chơi sự kiện hiện tại xem là chúng ta có gì hot không. Và đặc biệt nếu như video ngày hôm nay đạt 100 like thì ngày mai chúng ta sẽ có một cái game tặng thẻ cả Weibo Su cho anh em nhé. Và là không thú đừng quên bấm like như đăng ký kênh để dõi theo channel như tham gia sự kiện ạ. Ok, thoáng cái cho qua này thứ hai rồi anh em. Đó, còn 2 ông 3 nữa thôi là chúng ta lại có tướng mới để chơi rồi anh em ạ. Hốt quả qua đó nhá. Ok. Ok, tặng tương qua là anh em xem nay chúng ta có nhiệm vụ gì không. Hôm nay không có nhiệm vụ gì à. Thôi tổng bộ phát anh em. Anh em cũng hết sự kiện phát cứng rồi anh em. Chắc là mình sắp phát cốt rồi anh em ạ. Phát cốt phát quà rồi chỉ biết theo có anh em. Giờ lại ngồi hóng dài. Tầm này chỉ ngồi hóng dài thôi anh em. Còn đâu 4 cốt sự kiện thì hết hạn rồi anh em ạ. Rất là buồn luôn. Chưa biết như thế nào đây. Rồi. Kim cương. Vé đấu. Rồi ok anh em. Thế nào, còn mấy ngày nữa thì mở liên đấu nhỉ? 6 ngày nữa mới mở liên đấu à? Tiền boss nào? 48 71, thề con nàng này đứng top cao thế nhở? Chắc thương khi đoạn chí mạng. Win bệnh dịch các kiểu. Ok, tấn công nào. Team này đánh boss là tính lạ nhất này anh em này. Sao đam yếu đấy nhỉ? Yếu hơn bên nào kia thật anh em, so rồi. Pin nào. Đấy, ngay bây giờ bố già đam được có 1 tỏi 3 anh em. Lúc Sanji là được 1 tỏi. Sao mặt toan hay ta. 66 nộ. Sát thương của nợ tốt 35 à. Cô lồ anh em. Tốt 35 tấn công nào. Quanh cho đến top anh em. Nổ đây anh em cũng chưa được 1 tỏi luôn ạ. Nổ đây đánh chưa 1 tỏi anh em. 24 top 48 này. Rerunami Big Mom. Ok tấn công tiếp anh em. Nên nào. Thể đánh nghe sát thương yếu đấy nhờ, vô lý thật sự. Đây nhập code anh em, code dùng chung mới nhất của chúng ta hiện tại anh em, thế nào. Hiện tại chúng ta mới cập nhật thêm một code dùng chung mới nhất các bạn, có tên là code này chắc tôi khỏi cần qua camera lấy luôn anh em. HT2802 đã chuẩn luôn các bạn. Thu. Chuẩn luôn các bạn. Wow. Nhà phát hành phóng khoáng đấy nhờ, 100 lượt đánh boss luôn anh em. 500 kim cương, 100 lượt đánh boss các bạn, 10 thùng bia anh em. Xịn nhờ, quả cốt này được đấy anh em. Nhưng thấy yêu quý nhà phát hành ghê. Boss đâu? Một nhái. Hai nhái. Ba. Bốn. Năm. Ngon lành các bạn, 6k kim cương rồi. Ta có 6 lượt đổi nữa à. 1k8 hình ảnh nữa, 900 hình ảnh nữa, ngon lành. Cửa hàng thuốc hoán đổi, shop kim cương. Đợi anh em. 20 điểm à. Xu hồng quay 20 điểm nữa, thêm 5 lượt. Mời cốc bia vàng. Cái đầu mời cốc bia vàng đi anh em. Mời cốc bia vàng đi để quẩy cái sự kiện cho xong các bạn cho nó gọn. Ôi mày cốc bia vàng à. Mày tôi sai nữa anh em. Cày thế nhờ, vẫn là sai à. Bia mới gửi thì đang tích rồi anh em, thế nào. Phiên này chúng ta có gì đây. Một dương boss.
hình ảnh bao nhiêu rồi, 1k rưỡi hình ảnh thôi à. Thôi mà vui vui vậy anh em. Hôm nay thì cũng chưa biết làm sao đây. 450 vô. Ấn phát mà nó nhảy lên là mới biết được các bạn. Ấn phát mà nó nhảy lên là mới được. Bạn đen lắm. Cứ phải từ từ anh em. Cứ phải từ từ bình tĩnh các bạn. Rồi, giờ thì chúng ta đi nào đậu đôi anh em nhá. Đó, hiện tại anh em nào đậu đôi đến tầng bao nhiêu rồi anh em? Đây là tầng 530. Hôm nay tôi cũng bắt đầu mới kế nghiệp và bắt đầu tôi mới neo anh em. Tấn công nào. Trên là dâu trắng bố già. Dưới là ấy à. Rồi. Ok. Chơi quá đấy chưa anh em. Phía dưới thì tôi sẽ bao con Sanji anh em. Sanji Nami này. Sanji này. Hai cú lù. Trước mắt là tôi cho đi quả thuyền này chưa anh em. Đào lên. Tấn công. 50 tốc cổ anh em. Uầy. 50 triệu được chiến. Tấn công nào. Ok, Sanji chưa được đại game à. Đánh có vẻ hơi bất lợi tí anh em. Có lên, có lên. Chắc chịu không nổi các bạn. Chịu không nổi. Nhìn thấy các bạn chịu không nổi anh em. Trận 2 này cũng không nổi các bạn. Từ từ. Cứ phải bình tĩnh anh em. Đào lên lại nào. À, trước tiên chúng ta đánh cái lại sau đó mới tản team ra các bạn nhé. Tản team ra để đánh các bạn. Tản team ra bố già các thứ, big mom thứ vào trận nữa anh em. Để xem như thế nào. Chứ vẫn thấy toàn quá. Bây giờ ơi. Trời ơi. Cái trận đầu này phải gặp cái con nào nó có khống chế anh em. Không ổn, không ổn, không ổn một chút nào hết luôn các bạn. Bỏ luôn đi, hai để bỏ luôn anh em, hai bỏ luôn. Ok. Trận 1, Jack, Win, Nami, Reru, Bitmom. Ok, trận 2. Zero. Zero. Ok, bố già. Mà cũng vậy anh em, thằng nào cũng thế, đạp nhà đi cũng được. Rồi, tấn công lại nào. Ui. Thề cộng áo lại đánh áo tốt mà nghe khó khăn thế nhỉ. Đại nào. Ô kìa. Ô đen lại không ulti luôn ạ. Ô đen lại không ulti luôn ạ. À đúng rồi, mới tôi đổi cái kiếm của Oden anh em. Cái điều lại kiếm cho Oden đó nhờ. Mới tôi đổi mất cái kiếm của Oden ra anh em. Trận 2 không có hy vọng các bạn. Quánh lên cao này nghe khó khăn thế nhờ. Khó khăn trùng trùng các bạn. Mặc nào. Đây chúng ta sẽ đổi về anh em đổi lại kiếm Linh Vương. Đổi lại kiếm Linh Vương xem là có khá khấm hơn không anh em. Đậu thần. Tấn công. Rồi ok các bạn, chúng ta đổi lại kiếm Linh Vương cho Oden anh em. Một chém. Có vẻ như là không ăn thua các bạn, không thấm nhuần vào đâu anh em. Gần như là không thấm nhuần vào đâu đúng không các bạn. Bốn bố già vá một lúc nghe có vẻ hơi toang các bạn. Ôi. Quá toang rồi anh em. Quá toang rồi các bạn, trời ơi. Chù, thế này làm sao mà qua được ta. Không lẽ phải chơi meta hoa đá à? Có khi nào phải chơi meta hoa đá không anh em? Có sát thương không đã? Từ trên sát thương. Có anh em bố già này vẫn có sát thương các bạn. Vẫn có sát thương chứ không phải là không. Xem bác chủ thớt còn meta hoa đá không? Có delay nhưng mà chỉ là 6 ấy thôi à. Còn thua. Rồi lại bắt được anh em. Ui. Ê, căng đấy nhờ. Nhau thử đậu thần mà căng quá. Hết chiến trường lại qua bên đậu thần anh em. Toàn tem căng quá. Ôi giời, bố già 4 lần chọc gậy thì thứ nào chịu nổi các bạn. 4 bố già cùng tấn công một lúc thế này. Ông nào qua cái ải này cho xin con nào. Thấy đây có một bác qua đâu biết là được chiến bao nhiêu anh em. Check con nào. TS A-Cock hả.
tí tôi xem trong vui. À, cùng hội này. Tí hỏi xem xin tem qua mới được anh em. Tôi sẽ xin tem qua ở này và sẽ làm cái video ở này cho anh em xem. TOS à? Tôi nhớ nhìn tôi có cái bạn anh em. Xem nào có cái bạn không? Đi check coi xem ông bao nhiêu chiến các bạn. Đâu rồi? Có cái bạn không? Như không à? Không cái bạn rồi anh em. Không cái bạn rồi. Nhìn cái này là không cái bạn rồi anh em. À, đây. 35 củ các bạn nhá. Tổng team 35 củ. Ok, thì tôi sẽ hỏi trong nhóm chat xem là ông này vượt đậu thần này bằng cách nào anh em. Đấy, đỉnh quá. Xin tem vượt mới được anh em. Tấn công nào. Team tôi mới dòng 30 à. Tấn công. Giao lưu. Team 35m. Thôi chắc còn đâu nữa. Thôi đội bạn tấn công chưa biết rồi anh em. Cái nói chung thì cũng hơi bị gắt các bạn. Đấy, thì chắc là tôi sẽ xin sớm và sẽ có clip vượt đậu thần anh em. Đậu đôi ải 530 này cho anh em nhá. Clip sớm luôn. Rồi, video kết thúc đây. Hẹn gặp anh em còn theo giờ thì bye bye.